Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngô Thúy Hà mang nước cho Quang Hà uống giải khát và mua 10 vé vít để mời gia đình đến thưởng thức giọng hát của anh. Quang Hà tiết lộ, anh và Á hậu là bạn thân từ thuở nhỏ. Sau kết hôn, cô ấy từ bỏ hào quang, lui về làm vợ và làm mẹ của bốn người con. Đây là lần hiếm hoi cô ấy chịu xuất hiện trước công chúng, anh nói. Ngô Thúy Hà mang nước cho Quang Hà uống giải khát và mua 10 vé VIP để mời gia đình đến thưởng thức giọng hát của anh. Quang Hà tiết lộ, anh và Á hậu là bạn thân từ thuở nhỏ. Sau kết hôn, cô ấy từ bỏ hào quang, lui về làm vợ và làm mẹ của bốn người con. Đây là lần hiếm hoi cô ấy chịu xuất hiện trước công chúng, anh nói. Ngô Thúy Hà sinh năm 1979, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Năm đó, Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu còn Vũ Thị Thu là Á hậu một. Sau cuộc thi, Ngô Thúy Hà lên xe hoa với họa sĩ Đinh Quân vào năm 2005, từ đó rời xa showbiz. Cô từng được mệnh danh là người đẹp có vòng eo nhỏ nhất, 56cm, làng giải trí thời bấy giờ. Ngô Thúy Hà sinh năm 1979, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Năm đó, Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu còn Vũ Thị Thu là Á hậu một. Sau cuộc thi, Ngô Thúy Hà lên xe hoa với họa sĩ Đinh Quân vào năm 2005, từ đó rời xa showbiz. Cô từng được mệnh danh là người đẹp có vòng eo nhỏ nhất, 56cm, làng giải trí thời bấy giờ. Hơn 23 năm sau ngày đăng quang, nhan sắc Ngô Thúy Hà không thay đổi. Cô vẫn giữ được nét duyên dáng đậm chất Á Đông, đặc biệt là nụ cười dịu dàng và cuốn hút. Cô chia sẻ, bí quyết để trẻ đẹp là sống lạc quan, yêu đời và hướng thiện. Hiện tại Ngô Thúy Hà điều hành một công ty kinh doanh nội thất song song chăm sóc gia đình. Hơn 23 năm sau ngày đăng quang, nhan sắc Ngô Thúy Hà không thay đổi. Cô vẫn giữ được nét duyên dáng đậm chất Á Đông, đặc biệt là nụ cười dịu dàng và cuốn hút. Cô chia sẻ, bí quyết để trẻ đẹp là sống lạc quan, yêu đời và hướng thiện. Hiện tại Ngô Thúy Hà điều hành một công ty kinh doanh nội thất song song chăm sóc gia đình buổi tập còn có sự tham gia của ca sĩ Bằng Kiều. Anh và Quan Hà ngồi bệt xuống sàn để luyện giọng. Cặp nghệ sĩ dành nhiều sự khen ngợi cho nhau. Quan Hà nể giọng hát đỉnh cao của đàn anh còn Bằng Kiều cảm nhận sự thăng hoa và chính mùi ở Quan Hà trong cách nam ca sĩ biểu diễn. Buổi tập còn có sự tham gia của ca sĩ Bằng Kiều. Anh và Quan Hà ngồi bệt xuống sàn để luyện giọng. Cặp nghệ sĩ dành nhiều sự khen ngợi cho nhau quan hà nể giọng hát đỉnh cao của đàn anh còn bằng kiều cảm nhận sự thăng hoa và chín mùi ở quan hà trong cách nam ca sĩ biểu diễn bằng kiều thừa nhận công việc nghệ thuật là con đường vô cùng trong gai nếu ai không đủ nhiệt huyết và bản lĩnh thì khó có thể trụ vững quan hà là người em tôi kính trọng và nể phục mỗi khi cậu ấy lên sân khấu để hát hay nói về những kế hoạch thì mọi người xung đều quanh cảm thấy đây là một nghệ sĩ thực sự đam mê cháy bỏng anh chia sẻ bằng kiều thừa nhận công việc nghệ thuật là con đường vô cùng chông gai nếu ai không đủ nhiệt huyết và bản lĩnh thì khó có thể trụ vững quan hà là người em tôi kính trọng và nể phục mỗi khi cậu ấy lên sân khấu để hát hay nói về những kế hoạch thì mọi người xung đều quanh cảm thấy đây là một nghệ sĩ thực sự đam mê cháy bỏng anh chia sẻ bên cạnh bằng kiều hà sâu có dàn khách mời tên tuổi gồm hồng nhung lệ quyên và minh tuyết bên cạnh bằng kiều Hà Sâu có dàn khách mời tên tuổi gồm Hồng Nhung, Lệ Quyên và Minh Tuyết. Ca sĩ Thu Ba, phải, là cựu thành viên nhóm nhịp điệu. Cô gắn bó với Quan Hà trong những lần anh gia Hà Nội biểu diễn. Ca sĩ Thu Ba, phải, là cựu thành viên nhóm nhịp điệu. Cô gắn bó với Quan Hà trong những lần anh gia Hà Nội biểu diễn. Lai show lần này được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, nơi xảy ra sự cố cháy sân khấu vào năm 2019 trở lại sau 2 năm, Quang Hà cho biết đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng thăng hoa trong đêm nhạc sắp tới. Tôi ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó để bản thân trưởng thành hơn, không có gì có thể làm gục ngã ý chí của tôi, anh nói. Live show lần này được tổ chức tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Hà Nội, nơi xảy ra sự cố cháy sân khấu vào năm 2019. Trở lại sau 2 năm, Quang Hà cho biết đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng thăng hoa trong đêm nhạc sắp tới tôi ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó để bản thân trưởng thành hơn không có gì có thể làm gục ngã ý chí của tôi anh nói quảng cảnh buổi tập trong không khí nghiêm túc nhưng vui vẻ ấm cúng quảng cảnh buổi tập trong không khí nghiêm túc nhưng vui vẻ ấm cúng ông bầu quan cường chăm chú quan sát các nghệ sĩ luyện thanh ông bầu quan cường chăm chú quan sát các nghệ sĩ luyện thanh lam cảnh mạnh nguyễn